Rồi quý vị ơi, cái combo này là combo 260 nha quý vị. 4 cây sâm hương ha, cái tàn thiên nhiên ha quý vị ha. Rồi 4 cây này là 200k bao cái ship nha quý vị. Đây cây số 1 nè. Ngón tay tôi đây nha, nó nặng lắm, tôi làm biến ginh lên nha. Đây cây số 2 ha. Đó, cây số 3 nha. Đây cây số 4 nha, cây này là sâm hương Indo nha quý vị, cây này của Indo nha. Rồi tổng cộng 4 cây là 200 mà bao phí ship luôn nha quý vị. Bán cho mấy anh nào về anh làm cụm gừng đó ha. 3-4 cây gì vô cụm như đó về cứ gọt nhỏ lại nha quý vị. Ép vô trong cái dĩa làm cụm gừng đó rồi bỏ vô thùng xốp đậy lại. Ép xong rồi tưới cho nó ngon lành rồi bỏ thùng xốp đậy lại nha. Một tuần sau, 10 ngày sau. Giữ ẩm nó, xịt xịt nước sương sương đó rồi đem nó ra. Chừng 10 ngày là đem ra là nó ok rồi đó nha quý vị. Rồi 4 cây làm cụm gừng đi ha, xuống luôn.